Thưa quý vị, tin vào lời quảng cáo là việc nhẹ lương cao trên mạng xã hội, thì năm cô gái có tuổi đời từ 14 cho đến 22 tuổi, ngụ tại các tỉnh Ninh Thuận, Gia Lai, Đắk Lắk, Long An đã bị lừa bán vào một quán karaoke ở huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ với giá 250 triệu đồng. Và ngày hôm nay thì cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng cầm đầu là Lê Thị Bích Phượng 41 tuổi, ngụ thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang và Nguyễn Hoàng Phong 18 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai điều tra về hành vi mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi. Theo kết quả điều tra ban đầu, nhận được tin tố giác của người nhà nạn nhân, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Công an huyện Cờ Đỏ kiểm tra quán karaoke Thu Ngân 2 ở ấp Thế Trung, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, phát hiện có 5 cô gái đang ở tại các phòng trọ trong quán. Được biết bà Phượng đã bỏ ra tổng số tiền hơn 250 triệu đồng để mua các nạn nhân. Khi về quán, Phượng tiếp tục bắt nạn nhân viết giấy nhận nợ với số tiền tăng lên từ 41 triệu đồng đến 70 triệu đồng một người. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục truy tìm các đối tượng đã bán các nạn nhân, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng có liên quan.